Ngày 9 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thư Entertainment về hành vi tổ chức họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Mức tiền xử phạt hành chính là 2 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 5 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thư Entertainment tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để cung cấp, trao đổi chính thức về những thông tin liên quan đến diễn viên Nam Thư thời gian gần đây. Sự kiện có sự tham dự của một số phóng viên báo chí và đại diện trang thông tin điện tử. Nắm được vụ việc, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thư Entertainment đến làm việc về việc tổ chức gặp gỡ truyền thông vào ngày 5 tháng 8 vừa qua. Qua buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin về những quy định liên quan đến việc tổ chức họp báo và xác định theo nội dung, hình thức thực hiện của cuộc gặp gỡ truyền thông mà công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thư Entertainment tổ chức vào ngày 5 tháng 8 là họp báo. Nhưng đơn vị này không thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 điều 11 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ